Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục An ninh Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Góp phần vào thành công chung của đại hội, thời gian qua, Công an tỉnh đã xây dựng, triển khai nhiều phương án, kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho sự kiện quan trọng này. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo chủ động, nắm chắc mọi tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, loại trừ các nhân tố phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, có tác động đến quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội. Có thể nói Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Trong đó công tác đảm bảo an ninh trật tự đã triển khai một cái thiết thực hiệu quả. Để có những thành công này thì Đảng ủy Công an tỉnh Lào Cai luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp nhịp nhàng kịp thời của các cái cơ quan ngoài, các cơ quan ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn, trong đó có sự đóng góp hết sức to lớn của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Công an tỉnh Lào Cai cũng đã triển khai các cái phương án theo đúng chương trình kế hoạch đã đề ra. Xử lý các cái tình huống theo cái phương châm 4 tại chỗ từ cơ sở. Một cách thông suốt, thông tin kịp thời, lực lượng đã huy động 100% quân số trong suốt quá trình diễn ra đại hội. Thì đến nay, cái công tác đảm bảo an ninh trật tự có thể nói là diễn ra thành công, rất là tốt đẹp. Theo đúng cái chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh và theo cái phương án đã được phê duyệt. Lực lượng an ninh đã tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh thông tin, chủ động nắm tình hình dư luận trong nội bộ quần chúng nhân dân, nhất là công tác nhân sự đại hội đảng các cấp trên địa bàn tỉnh, để kịp thời tham mưu các cấp ngành có biện pháp giải quyết, đảm bảo yêu cầu đại hội, đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, theo dõi sát các thông tin trên mạng xã hội, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch, chống đối chính trị, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc liên quan đến nhân sự đại hội đảng. Lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật, khẩn trương điều tra làm rõ các vụ án phức tạp có tác động ảnh hưởng trong dư luận xã hội, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra nhà nghỉ, nhà trọ, các cơ sở lưu trú, không để tội phạm lợi dụng ẩn náu gây án, tăng cường tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn các khu vực trọng điểm của tỉnh, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện dẫn đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước về kiểm tra, dự đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn. Công an tỉnh đã tăng cường 651 đồng chí công an chính quy về cơ sở, bổ sung lực lượng, bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, không để diễn ra phức tạp. Đặc biệt, ngày 11 tháng 10, Công an tỉnh đã tổ chức lễ ra quân mở đợt tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 16, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại buổi lễ, lực lượng Công an tỉnh đã thực hành biểu diễn một số bài võ thuật, thể hiện kỹ năng, kinh nghiệm xử lý các tình huống bất ngờ trong công tác trấn áp tội phạm, đặc biệt là màn biểu diễn thực nghiệm gây rối trật tự công cộng, phòng chống các thế lực thù địch. Qua đó thể hiện sức mạnh, tinh thần đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng đối phó với các tình huống, các loại tội phạm, nêu cao quyết tâm, bảo đảm an ninh trật tự nói chung và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh nói riêng. Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng công an tỉnh đã diễu hành biểu dương lực lượng trên một số tuyến đường chính của thành phố Lào Cai.
Thành phố Lào Cai là địa bàn trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh, cũng là nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, là đơn vị chủ công, Công an thành phố Lào Cai chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Lào Cai. Đơn vị đã tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, quản lý chặt chẽ đối tượng chính trị, hình sự, các đối tượng đầu đơn khiếu kiện, làm trong sạch địa bàn, không để các đối tượng trong diện quản lý, các loại tội phạm, phần tử xấu gây ảnh hưởng đến an toàn đại hội, tăng cường quản lý tạm trú tạm vắng, kiểm tra nhân hộ khẩu, quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, kiểm tra phát hiện ngăn chặn xử lý vụ việc vận chuyển chất nổ, chất cháy không đúng quy định qua địa bàn suốt thời gian. Chúng tôi đã tổ chức nắm tình hình tư tưởng trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là các mâu thuẫn, các vụ khiếu kiện, các đối tượng đầu đơn khiếu kiện và các đối tượng cơ hội chính trị, rồi là các đối tượng bất mãn để kịp thời tấn công chính trị và nắm các hoạt động của đối tượng từ xa, đặc biệt là có hoạt động móc nối từ các đối tượng trong và ngoài địa bàn. Rà soát tất cả các đối tượng về quản lý, về hình sự, ma túy để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, không để các tình huống đột xuất xảy ra. Thứ hai là cái tuyến phòng vệ từ bên ngoài và ngoài, tức là tổ chức an toàn tuyệt đối các phương án, các chỗ điểm ăn, nghỉ của các đại biểu, rồi các hoạt động của các đại biểu trên các diễn ra ở các hoạt động chào mừng diễn ra trước, trong và sau đại hội. Đặc biệt là các tuyến giao thông, các tuyến di chuyển của các đại biểu đến các điểm diễn ra tổ chức đại hội. Thứ ba là phối hợp với các lực lượng của công an tỉnh tổ chức đảm bảo tuyệt đối an toàn cái vòng trong đại hội, đảm bảo an toàn cho các đại biểu dự các sự kiện chính của đại hội diễn ra một cách tuyệt đối an toàn. Bên cạnh đó, Công an thành phố còn chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn các khách sạn, nhà nghỉ được bố trí làm nơi ở của đại biểu, khách mời, địa điểm tổ chức hoạt động chào mừng đại hội, tuyến đường di chuyển của đại biểu, khách mời, nơi tổ chức hoạt động bên lề của đại hội trên địa bàn thành phố, không để ảnh hưởng đến an toàn của đại biểu và khách mời. Trong thời gian trước, trong và sau khi diễn ra đại hội, Phòng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát 113 và đội giao thông các tuyến huyện, thị, thành phố đã tăng cường tổ chức hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm đối với tất cả các phương tiện tham gia giao thông, trong đó xác định tuyến địa bàn trọng điểm để xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như nồng độ cồn, người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng làn đường, tránh vượt dừng đỗ sai quy định, phối hợp với đơn vị chức năng, phân luồng điều tiết giao thông, sắp xếp xe không để xảy ra ùn tắc giao thông, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt đi lại của nhân dân. Đối với lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố nói riêng, thì trong trước và sau đại hội diễn ra thì mặc dù thời tiết gặp nhiều rất khó khăn, nhưng mà lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố chúng tôi tăng cường trước tuần tra kiểm soát trong 24 giờ cả ngày cả đêm để đảm bảo an ninh trật tự diễn ra trên địa bàn thành phố, chống đua xe lạng lách, chống gây ùn tắc giao thông và các điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố được đảm bảo, trang bị cho lực lượng cảnh sát giao thông đi tuần tra. Chúng tôi khắc phục trời mưa để đã trang bị cho anh em là quần áo mưa và mũ để đảm bảo thông suốt tất cả các tuyến đường khi mà có các đoàn đi qua và trên diễn ra trên địa bàn thành phố Lào Cai. Ban bảo vệ dân phố phường Kim Tân chúng tôi đã huy động 100% quân số thường trực và cũng như là phân ra các cái tổ, các cái chốt để thực hiện đảm bảo các vấn đề cho đại hội để đại hội thành công, cũng như là các cái chốt để trên các điểm đường khi đoàn đại biểu đi qua, cũng như là các cái chốt về ban đêm 24/24 là chúng tôi thực hiện tuần tra canh gác các cái điểm có các cái đoàn khách về dự đại hội để đảm bảo được an toàn tuyệt đối. Với sự vào cuộc tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch của lực lượng công an tỉnh, sự hiệp đồng tác chiến cùng các lực lượng chức năng, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo an toàn tuyệt đối, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục An ninh Lào Cai. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại.